cái tâm Phật của mình, hoặc là mình cứ thơ thấy thôi, chứ mình không có ham muốn những cái điều vật chất của thế gian. Còn khi nào mình muốn tiền, muốn bạc nhiều, mình muốn gái đẹp nhiều, muốn nhà lầu xe, tại vì cái tâm thần của mình nó chạy ra bên ngoài, nó nhìn nhà, nhìn cửa, nhìn sắc đẹp của chúng sanh vô thường, và nhìn những cái xa hoa vật chất bên ngoài, rồi mình mới thèm muốn. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả, hoặc là lúc nào cũng là thiền, là nó như vậy đó. Chứ không phải ngồi xếp bằng mới là thiền đâu. Sau này mình sống trong thiền, mình thở trong thiền, ăn thiền, uống thiền, làm việc trong thiền rồi chứ, cái gì cũng là thiền hết. Nhưng mà nhiều khi đệ tử chưa có quen những cái cách khai ngộ này đó, nhiều khi nó sợ. Cho khi thiền rồi, nhiều khi mình chưa có quen, mình nghĩ rằng những điều lạ, nhưng thật ra cái đó là những điều căn bản, lẽ ra con người phải biết cái tự tánh của mình là quang minh, phải biết cái bản tánh của mình là sáng suốt. Cho nên tu thiền xong rồi, theo Pháp Quán Âm, làm việc gì cũng lẹ, nghĩ cái gì nó cũng mau. Cho nên không những mình chỉ giúp ích cho mình về vấn đề tâm linh, mà còn giúp ích cho đời sống, công việc làm của mình, và còn giúp ích cho tất cả xã hội và thế giới nữa. Cái khả năng của mình, sự làm việc hữu hiệu của mình. Rồi bây giờ tới vấn đề trí huệ. Trí huệ từ đâu mà ra? Từ những cái bên trên mà nó ra. Nhất là từ cái thiền định. Thiền định mà không có trì giới, không có bố thí, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn á, thì là thiền ma. Cũng có chút định thần thông, cũng có chút định khai ngộ, nhưng mà không có hoàn toàn khai ngộ. Cũng như học tiểu học. Thành ra nhiều người hỏi sư phụ, tại sao phải tu cái pháp này mà không tu mấy pháp kia? Mấy pháp kia cũng như tiểu học, cái pháp này như đại học. Những người tiểu học và trung học cũng có thể biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia. Nhưng mà những người đại học, mình thấy họ cũng biết đọc, biết viết, biết tính toán này kia. Nhưng mà những cái trình độ đại học của họ mình đâu biết được. Đâu phải mình chỉ dựa vào cái sự biết đọc, biết viết mà mình khẳng định rằng đại học cũng giống như trung học, trung học cũng giống như tiểu học, cái nào cũng giống cái nấy đâu. Mình vô đại học rồi mình biết nó xa lắm chứ, nó khác lắm chứ. Tuy rằng mình chưa vô đại học mà mình thấy những người đi học sinh đại học mình cũng nên quan sát kỹ càng, mình biết họ khác với mình cái chỗ nào, khác với học trò trung học như cái nào chứ. Cho nên nhiều khi quý vị thí dụ, có nhiều người không tin sư phụ đâu, nhưng mà sau này tiếp xúc hoài với đệ tử của sư phụ, thấy họ bình thường, rồi họ thông minh lanh lợi, họ có tính nhẫn nhục, bắt đầu mới tin sư phụ. Tại vì học trò là cái kết quả của cái sự giáo dục của sư phụ, phải không? Giáo lý của sư phụ. Nếu học trò giỏi là biết người là sư phụ giỏi. Con cái quý vị cũng vậy. Nhiều khi Việt Nam mình chửi mấy đứa nhỏ nó con nhà mất dạy. Thấy không? Là mình ý nói cha mẹ không có dạy. Nhưng mà những đứa trẻ ngoan ngoãn, có giáo dục, có tư cách, mình biết rằng cha mẹ nó dạy dỗ nghiêm khắc, dạy dỗ có phong độ đàng hoàng. Mình không có chửi nó là con nhà mất dạy. Cho nên cái trí huệ này phải đi đôi với những sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Tại sao phải nói là bố thí và trì giới? Nếu cái trí huệ của mình hoặc là cái sự thông minh cùng cực của mình mà không có đi đôi với cái lòng từ bi thì nó cũng giống ma thôi. Tại ma cũng có quyền lực, cũng có trí huệ, thông minh một bậc nào đó, nhưng mà không có cái tình thương. Khác xa với Phật và Bồ Tát, vừa có trí huệ, vừa có tình thương. Đem cái trí huệ đó mà lòng ở trong tình thương á, đặng ban phát ra cho nó đúng chỗ, đúng ngày, đúng lúc, đúng giờ, đúng trường hợp. Chứ nếu không có trí huệ thì nhiều khi mình nghĩ rằng mình thương người ta, mình làm những việc tốt nhưng mà thành xấu mà thôi. Thí dụ như nhiều khi mình thấy con cái mình nó hư hỏng, rồi nó chơi với những người bè bạn hút sách như vậy, mà mình cứ cho tiền nó hoài, tại mình cưng nó quá đi, mình thương nó quá đi, mình bị nó gạt gẫm mà mình không hay. Như vậy là có tình thương nhưng mà không có trí huệ. Mình làm cho con cái mình càng ngày càng đọa lạc, càng hư hỏng thêm lên. Chẳng những hư hỏng về thân xác thôi mà còn hư hỏng về tinh thần nữa. Làm cha mẹ không được như vậy. Làm vậy tức là mình có hại cho con cái của mình, không làm đúng bổn phận của cha mẹ. Cho nên ma quỷ nó cũng như vậy. Kêu bằng cái thế giới ma là như vậy. Ma là ma vương đó, thế giới mộng ảo. Cái địa vị của ma vương là làm cho con người mê đắm trong cái thế giới mộng ảo này, mê theo những cái sự mà rất là vô thường, nay còn mai mất, rồi muốn cái gì nó cho cái nấy,
muốn rượu nó cho rượu, muốn nữ là cho nữ, muốn tiền cho tiền, muốn nhà cho nhà, muốn danh vọng cho danh vọng, rồi vì những cái đó mà gọi là vì những cái đó mà sụp đổ tinh thần mà và hư hao thể xác. Cho nên cái đó là kêu bằng cưng con mà cưng hư, kêu đó là thế giới của ma vương, dùng những cái đó mà làm hư hỏng cuộc đời và tâm linh của mình, kêu bằng ma vương quyến rũ con người là như vậy. Nhưng thật ra sư phụ nghĩ rằng ma vương không phải quyến rũ, mà chỉ là những người cũng như làm cha mẹ mà cưng con quá sức, làm hư con cái, không có biết cách dạy dỗ cho đúng đắn mà thôi. Còn Phật Bồ Tát là những người khác, cho con cái gì mà nó cần thiết mà thôi, chứ không phải nó muốn gì cho cái này, rồi dạy dỗ cho nó nên người, dùng phương pháp nghiêm khắc nhưng mà có tình thương để mà dạy dỗ cho chúng nó nên người. Đó là Phật Bồ Tát, vừa có tình thương mà vừa có trí huệ nữa. Nên nếu có tình thương không mà không có trí huệ thì biến thành mềm yếu, nuông chiều cưng quá thì hóa hư. Có trí huệ không mà không có tình thương thì cũng chỉ là ma vương mà thôi. Quá cứng rắn, quá khô khan cằn cỗi, không ai chịu nổi một sự lâu dài gần gũi hết. Mà không ai có thể tiến bộ được trong trí huệ không mà không có tình thương nó kèm theo. Nói tóm lại thì người Việt Nam ở hải ngoại nó cái bổn phận nó nặng nề hơn những người Việt Nam ở quốc nội. Tại bây giờ họ ở trong đó họ không có phương tiện để họ phát triển được. Mình ở ngoài mình có phương tiện, mình phải tận dụng những cái phương tiện sẵn có để mà phát huy cái đời sống tâm linh, tinh thần, khả năng của mình để tới mức cao độ. Mai mốt mà đất nước thanh bình hoặc là khi nào trời Phật muốn dùng mình vào những cái địa vị cao cả nào trong cái xứ sở Việt Nam thì mình sẵn sàng đứng ra lãnh trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho cái quốc gia của mình. Như vậy mặc dù mình không làm chính trị, mình không chém giết ai, nhưng mà mình là một người chiến sĩ rất là yêu nước, một chiến sĩ đúng nghĩa của nó. Hãy sư phụ chúc quý vị thành công. Cảm ơn quý vị cùng theo dõi lời pháp cam lồ hôm nay. Kính mời quý vị đón xem ngày mai phần 2 của Âu Lạc thời cổ đại. Bây giờ, kính mời quý vị đón xem truyền hình Vô Thượng Sư, thơ nhạc tình yêu và tâm linh. Với ân điển thiên đàng, mong đời quý vị tràn đầy niềm vui và thương yêu từ ái. Mừng Tết Nguyên Đán vui vẻ. We appreciate your loving presence on today's Words of Wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for a journey through ecstatic dreams. May your life be always filled with heaven's blessing and grace.